Ngày hôm nay 20 tháng 6 là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Theo truyền thống thì đây là ngày Tết Đoan Ngọ hay dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ. Và rạng sáng ngày nay thì hàng trăm người dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đổ xô ra biển tắm với quan niệm là xả xui, cầu sức khỏe theo truyền thống của địa phương. Người dân nơi đây cho rằng Tết Đoan Ngọ là ngày thuốc nam. Vào ngày này, người dân vùng núi thường lên rừng từ 3 giờ sáng để hái thuốc chữa bệnh. Còn người dân miền biển thì đi tắm biển cho sức khỏe tốt hơn. Vì vậy, mới tờ mờ sáng nhưng đã có rất nhiều người dân thành phố Nha Trang đã đổ xô xuống biển tắm, đặc biệt là người già. Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Dương còn được gọi là ngày giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó có nhiều loài sâu có thể ăn được, thậm chí là bổ dưỡng. Vâng, Tết Đoan Ngọ là một dịp lễ khá là phổ biến ở các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á, trong đó có Trung Quốc hay là Việt Nam. Nếu như ở Trung Quốc thì chúng ta biết rằng là ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 thì gắn với truyền thuyết về Khuất Nguyên. Thì truyền thuyết nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ tại Việt Nam thì được cho là hoàn toàn khác. Vào thời điểm đầu tháng 5 như thế này, tháng 5 âm lịch thì thời tiết thường khá là khô nóng và đây cũng là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bọ phát triển. Và vào dịp này thì người nông dân cũng phải tìm nhiều cách để tiêu diệt những loài sâu bọ để bảo vệ mùa màng, bảo vệ cây trồng. Và cũng có lẽ vì vậy mà người ta gọi ngày Tết Đoan Ngọ là ngày Tết giết sâu bọ. Và như chị Thủy cũng có vừa trình bày, Tết Đoan Ngọ thì còn có một tên khác gọi là Tết Đoan Dương. Đoan thì chúng ta hiểu là bắt đầu và Dương thì là Dương thì và Ngọ thì là giữa trưa. Và vào thời điểm giữa trưa là thời điểm mà ánh nắng mặt trời thì nhiều nhất và dương khí thì cũng thịnh nhất. Và vì vậy thì theo phong tục ngày xưa thì ở các vùng nông thôn hay là vùng miền núi thì người ta thường sẽ đi hái các loại lá, đặc biệt là lá thuốc, bởi vì người ta cho rằng là khi mà được hấp thụ những cái khí dương nhiều nhất như vậy thì những cái loại lá như vậy sẽ rất là tốt cho việc chữa bệnh. Còn ở thành phố thì chúng ta sẽ không có điều kiện để có thể đi hái lá. Vì vậy người dân thì sẽ đi mua những cái lá thuốc về để có thể dùng để xông hoặc là để chữa một số bệnh như là bệnh ngoài da chẳng hạn. Vâng, và theo truyền thống dân gian thì thường ở miền Bắc, ở Bắc Bộ thì người dân thường là hay ăn ăn gạo nếp hoặc là ăn đồ nếp hoặc ăn một số loại hoa quả, ví dụ như là mận hay là vải. Người miền Bắc thì quan niệm rằng là ăn đồ nếp thì có thể giết được sâu bọ hay là ký sinh trùng ở trong cơ thể. Thế còn người miền Trung, đặc biệt là ở vùng Đà Nẵng thì người dân thường hay ăn bánh ú cho vào trong ngày Tết Đoan Ngọ. Thế còn ở thành phố Hồ Chí Minh miền Nam hay một số tỉnh miền Trung, ví dụ như Nghệ An, Hà Tĩnh thì người dân ăn heo quay và vịt quay. Và cũng chính vì vậy cho nên trong ngày lễ Đoan Ngọ thì ở các cửa hàng heo quay, vịt quay ở thành phố Hồ Chí Minh thì có số người mua tăng đến mức kỷ lục.